Chúng ta cùng xong tiếp với bài số 3. Một cửa hàng nhập về 5 cuộn vải. Mỗi cuộn vải gồm 100 mét vải. Tổng tiền phải trả là 46.000, 46 triệu, 46, 750.000 đồng. Hỏi giá 1 mét vải. Nhập về là bao nhiêu tiền? Bài toán này, chúng ta thấy rằng này. Tổng tiền phải trả là 4 16.750.000 chúng ta có thể hình dung như sau. 5 cuộn thì hết 46.700 46.750.000 đồng. Từ đây chúng ta dễ dàng tính được một cuộn thì hết bao nhiêu tiền đúng không? Chúng ta thực hiện 46.750.000 triệu chúng ta chia cho 5. Nhưng đề bài hỏi đề bài không hỏi một cuộn hết bao nhiêu tiền? Mặt đề bài hỏi một mét vải hết bao nhiêu tiền? Một cuộn này tương ứng với 170 mét vải hết 46 triệu 750 nghìn chia năm. Cái giá trị này chúng ta hoàn tính và hoàn toàn tính được đúng không? Như vậy thì muốn tính được một mét vải hết bao nhiêu tiền thì chúng ta sẽ thực hiện kết quả này chia cho 170. Em hình dung bài toán chưa? Rồi, chúng ta trình bày bài toán như sau này. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tính xem một cuộn vải hết bao nhiêu tiền một cuộn vải hết số tiền này chúng ta thực hiện 46 triệu 750 nghìn chúng ta chia cho 5 bằng hiện ra ngoài nháp nhé 46 7 5 10 chia 5 thôi. Được kết quả thêm 3 số 0 vào đằng sau. Các em hình dung không? 4 không chia được cho 5. 46 chia 5 được 9. Dư 1 hạ 7 xuống. 17 chia 5 được 3. Dư 2 hạ 5 xuống. 25 chia 5 được 5. Dư 0 hạ 0 xuống. 0 chia 5 được 0. Thêm 3 số 0 vào đằng sau. Như vậy chúng ta được kết quả 9 triệu 350 nghìn đồng. 9 triệu 350 nghìn đơn vị đồng ở đây các em nhé biết một cuộn vải hết 9 triệu 350 nghìn đồng rồi thì chúng ta dễ dàng tính được một mét vải nhập về hết số tiền này bằng cách chúng ta lấy một cuộn nó là 170 m đấy. 9 triệu 350 nghìn chúng ta chia cho 170 bằng thực hiện ra ngoài nhát một thầy nhá 9 3 50 chúng ta chia cho 170 được kết quả chúng ta thêm 3 số 0 vào gạch đi thực hiện 935 chia 17 thôi 93 chia 17 thì được mấy em nhỉ 9 chia 7 được 9 1 được 9 thử từ 9 không được rồi 8 8 7 5 6 6 nhớ 5

13 5 thì được 8. biết 8 nhớ 1, 8 trên 1 bằng 9, 9 thì 9 hết. Hạ 5 xuống, 85 trừ 17 thì được mấy các em nhỉ? À được 5 này. Được chưa? 5 nhân 7 35 5 nhớ 3. 51 là 5 nhớ 3 bằng 8, được 55. Chúng ta thêm 3 số 0 vào. Vậy chúng ta được kết quả 55 nghìn đồng. Cái đáp số bài toán, đáp số 55.000 đồng.